Chào tất cả các anh chị ở thị trấn Cái Bè ở khu thị xã Cai Lậy và trong tỉnh Tiền Giang mình. Hôm nay là cái YouTube nhà đất Cái Bè xin giới thiệu tất cả anh chị, bạn bè, các anh em môi giới rồi ha. Với miếng đất này là ngay trung tâm thị trấn Cái Bè, cách nhà thi đấu đa năng là 100 m thôi. Hiện tại cái đoạn video này là mình đang quay ngay từ trên cầu Cái Bè đi về hướng sân banh nhà thi đấu đa năng á. Thì miếng đất này bề ngang của nó là 8,6 m, sâu vô 50 m, vô 30 m đầu tiên thì bắt đầu nở ra gấp đôi, là nở ra 17 m, nở qua hai bên, nở theo hình chữ T in qua của mình đó, nở hậu gấp đôi hai bên, nở đều qua hai bên. Miếng đất này được lợi thế cái là ở sau lưng nó sẽ có con kinh nó ôm sát vô, mà hồi mình sẽ quay cụ thể cái miếng đất cho anh em mình dòm ha. Và được cái nữa, miếng đất này là có thổ cư, là 150 m thổ cư. Khu vực này thì nó đang hot đúng là thổ cư ở đây lên nó gần 2 triệu một mét vuông, thì 150 mét vuông thì cũng tương đương là gần 300 triệu rồi. Đây, từ cầu Cái Bè mình chạy tới đụng đèn xanh đèn đỏ là ngay nhà xe Hải Viên đó, bắt đầu mình quẹo phải, quẹo trái là về Ngũ Hiệp, quẹo phải là vô nhà thi đấu đa năng. Mấy các bạn chạy quẹo phải theo. Được cái về phong thủy mấy đất này là ok nha. 8,6 là phát lộc luôn. Đây, khu vực này là nhà thi đấu đa năng. Trước đây là một cái trường học cũ, bây giờ người ta ban ra rồi, nghe nó chạy sau này sẽ dời về đây, mà nói dời mà không biết chừng nào nó dời, giờ để trống rồi đó, không biết chừng nào dời mình không biết. Còn đây là bên tay phải mình, đây là cái khu người ta mua rồi người ta phân lô ra bán. Trước mắt là người ta trồng cây làm công viên, chứ hiện tại giờ người ta chưa bán. Đó, hình ảnh trước mắt mình là đây là cái trường tiểu học cũ mà là bây giờ người ta sang bằng rồi, để Tết hội chợ rồi nó về đây nè. Nghe nói giờ chợ về mà mấy năm rồi không biết chừng nào về đây, không biết chừng nào nó về hay. Đó, còn bên trái mình đó là nhà thi đấu đa năng. Đó, nguyên cái khu này là công viên, ở đây gần 5 công đất. Đường xá đâu là 8 m, đường nhựa 8 m. Nhưng bây giờ người ta chưa có bán, người ta để thôi. Trồng cây làm công viên, là còn miếng đất mình là sau lưng cái nhà xanh xanh đó, đó cái nhà lầu xanh xanh đó, đó. Từ đây là đó khoảng 100 m. Coi như đất này nó kế trung tâm luôn. Còn cái trường xa xa ngói đỏ đó là cái trường cấp 2 của thị trấn Cái Bè. À, đó, còn đây cái đèn xanh đỏ thì cũng khoảng 100 m thôi. Đây có bà con ổng, nó đang trời mưa nó đang đi vòng vòng nó kiếm cái gì ăn trên này, không biết có gì đâu ăn, trên này bụi không có gì đâu ăn, nó thấy mình nó kêu cầu quạt cầu quạt cầu quạt. Khu này là Tết rất là đông nha, tại vì công viên là nhà thi đấu rồi hội chợ rồi nó về đây rất là vui. Bông thì bán ngay ngoài đèn xanh này đó đầu đường nó, còn miếng đất mình bán đấy. Đây là con kênh ở trong miếng đất mình đây. Con kênh này nó rộng cả 5 mét đó, cái trụ đá đó là cái ranh giới đó. Con kênh họ rộng rộng 5 mét, nối có thể mình lấn ra 1 mét nha, mà nó ôm theo hai ôm theo nên là của miếng đất luôn. Hiện tại trên đất mình thì đang trồng mít, mít thì đang chuẩn bị cho trái, một số cây còn nhỏ thì chưa cho được, còn số cây lớn được 50 gốc mít, cây cũng tốt lắm. Đấy, con kênh này gần 6 5 mét nè, mình có thể lấn ra xây lấn ở bờ kè, giống như bờ kè ra chừng mét thôi, chạy dài là khoảng 35 m, 35 m mà nhân cho 5 triệu một mét thôi, tương đương cũng gần 770 triệu rồi. Con kênh này nói chung nó lạng, nó cạn nhất thôi. Đó, còn miếng đất này là kế bên của người ta mới vừa giao dịch xong, người ta cuốn nền người ta xây lên cái miếng kế bên này. Đây người ta cũng mua là ngang năm dài 50 nha, mà người ta bán 300 triệu mét ngang, giao dịch nay hơn gần nửa năm đó. Người ta đang xây tường 70 bơm cát nè, rồi người ta đang chuẩn bị cất nhà luôn.
Còn vườn mít này là bên đất của mình. Đó, người ta mới cuốn đó, miếng đất này là kế bên đó, là giá 300 triệu một mét ngang nha anh chị, bà con cô bác. Là cái đó giao dịch thực tế nha, chứ không phải mình nói gì, ví dụ ai không tin cứ lại hỏi thử miếng đất này người ta mua nhiêu. Mà đất bên đây không có thổ cư, chỉ có đất thấp vậy thôi, chứ không có gì cho người ta mới cuốn nền rồi đó. Hai nữa là cái diện tích nó chỉ có 250 thôi, còn cái nhà cũ trước này đây, đó cái nhà cũ là đất của mình. Còn cái đất chỗ cỏ xanh xanh này là của người ta nha. Của người ta ở ngoài vô tới đây nè, tới ngay chỗ đang quay phim này là 30m nè, bắt đầu nở hậu qua hai bên nè. Đó. Nở qua bên đây. Nở qua bên đây nữa, bên kia nữa là coi như khúc trong, khúc phân nửa về sau là bề ngang nó là 17m. Khúc đầu chỉ 8m6 thôi. Đấy, mít đang cho trái luôn đấy anh chị em. Còn cái nhà này thì hiện tại là cái nhà cũ thôi, nói chung nhà tường, nhà cũng người ta ở cũng lâu rồi, lâu năm rồi mới có thổ cư. Ở sau thì lụp sụp liêu xiêu, người ta không có tiền người ta mới bán đó. Rồi nhà cũ về thì dùng sửa lại ở cũng được, còn hay mình bỏ hết, mình cất lại nhà mới cho nó đẹp. Nhà lót gạch tàu thôi đấy. Đây, đó, đây ra lộ khoảng 10m nữa là tới lộ thôi. À, bán là mấy cái mai này người ta gửi nha, chứ không phải bán tặng mai nha, bán đất không có tặng mai, bán đất tặng nhà thôi, mấy cái mai này của người ta gửi. Đó, đây ra tới đường này các bạn. Đây là bên phải mình sẽ đi về nhà thi đấu Đà Nẵng 100m ha. Còn bên trái mình là đi về cầu Trà Lọt 2. Cầu Trà Lọt 2 thì cũng mới thông nay, cách nay khoảng vài ngày. Đấy, hướng này đây là hướng về cầu Trà Lọt 2, thông qua nhà hàng Thái An luôn. Đó, đó cái nhà tường cũ thôi. Ai muốn ở thì sửa ở, không muốn thì đập ra. Có nền móng sẵn luôn, có nền móng sẵn luôn, đỡ tốn được mới. Rồi, anh chị em nào quan tâm cái căn nhà này, nói chung vị trí rất là hot ha, vị trí này là rất là hot. À, anh chị em nào quan tâm thì cứ alo cho mình số điện thoại là bên dưới đó, hoặc là bình luận đi, mình sẽ cho số điện thoại đi, bình luận bên dưới mình sẽ gọi lại cho. Rồi, chào anh em nha. Thương cô gái bên sông, nhà em gần đây làng bên cách mấy xóm nghèo. Ngày xưa thường qua nhà nhau ngày mùa tung tăng, tình yêu trẻ con hồn nhiên ta không biết gì. Thời gian dần trôi thật nhanh thấm thoát thôi đưa, buồn đau ngày xưa đừng nhìn dẫn trôi tháng ngày. Giờ em càng lớn càng xinh mất biết lòng lành.